Bạn bị say xe? Những mùi khó chịu trên xe luôn là nỗi khiếp sợ khiến bạn không dám đi xe ô tô. Giờ đây, bạn đã có thể xua tan nỗi khiếp sợ đó với máy lọc không khí thông minh RevVision A8. Sản phẩm được trang bị màng lọc carbon zeolite thế hệ mới và công nghệ ionam hiện đại. Trong đó, màng lọc carbon zeolite thế hệ mới là sự kết hợp của các hạt than hoạt tính và hạt zeolite mang đến khả năng khử mùi, hấp thu các độc tố, nấm mốc hiệu quả. Các mùi như khói thuốc, mùi nhựa mới, mùi ẩm mốc, mùi khí thải của xe, mùi xăng dầu giờ đây sẽ được hấp thu và loại bỏ hoàn toàn, mang đến bầu không khí trong lành cho xe hơi của bạn. Công nghệ ionam giúp tăng cường oxy lên não, giúp cho tinh thần phấn chấn, tỉnh táo, làm giảm căng thẳng, mệt mỏi. Các hạt ionam có lợi rất lớn đối với sức khỏe như khả năng tiêu diệt vi khuẩn, vi trùng trong không khí, bảo vệ màng tế bào, tăng cường khả năng miễn dịch. Lợi ích về sức khỏe của ionam đã được các nhà khoa học kiểm chứng và chứng minh. Đặc biệt, RevVision A8 còn được trang bị màng lọc HEPA hiệu suất cao, loại bỏ 100% các hạt bụi siêu mịn PM2.5 trong không khí, ngăn chặn sớm các tác nhân gây ung thư và bệnh về tim mạch. RevVision A8 xứng đáng là người bạn đồng hành bảo vệ sức khỏe của bạn trên từng cung đường.